Một lần nữa, Ngọc Châu xin được chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh để theo dõi chương trình tin tức trong ngày của đài VVTV Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những phần tin liên quan đến thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenly Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệp yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo nhụy hoa nghệ tây saffron. Và thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin thế giới thì tại Đức đã bắt giữ 25 đối tượng âm mưu đạo chính vũ trang, trong đó có cả quân nhân. Theo hãng AP đưa tin, các công tố viên liên bang Đức cho biết khoảng 3.000 cảnh sát đã tiến hành truy quét tại 130 điểm tại 11 trên 16 bang của Đức nhằm chống lại những người ủng hộ cái gọi là phong trào công nhân Reich. Phong trào này bác bỏ hiến pháp thời hậu chiến của Đức cũng như kêu gọi lật đổ chính phủ Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Busman mô tả các vụ đột kích trên là một phần trong hoạt động chống khủng bố của chính phủ nước này. Ông đồng thời tiết lộ thêm rằng các nghi phạm này có thể đã lên kế hoạch tấn công vũ trang vào các cơ quan chính phủ. Các đối tượng gồm 22 công dân của Đức bị nghi ngờ là thành viên của một tổ chức khủng bố và ba người khác. Trong đó có một công dân Nga bị tình nghi ủng hộ tổ chức này. Theo Tuần báo Der Spiegel, một doanh trại của lực lượng đặc biệt KSK ở thị trấn Karl, phía tây nam của nước Đức, cũng nằm trong danh sách lục soát của cảnh sát. Nơi đây từng bị kiểm tra kỹ lưỡng do cáo buộc có liên quan đến một số binh sĩ cực hữu. Người phát ngôn của cơ quan phản gián quân đội MAD cho biết một quân nhân tại ngũ trong bộ tư lệnh lực lượng đặc biệt KSK thuộc quân đội Đức, cùng với một số quân nhân dự bị cũng là nghi phạm trong vụ án kể trên. Ngoài các vụ giam giữ trong nước, thì các công tố viên của Đức cho biết cảnh sát còn bắt giữ một người ở thị trấn Kitzbühel của Áo và một người khác ở thành phố Perugia của Ý. Hai đối tượng này bị bắt giữ với cáo buộc thành lập một tổ chức khủng bố để đảo ngược trực tự nhà nước hiện có ở Đức bằng biện pháp vũ lực. Giới công tố viên xác định hai kẻ cầm phong trào công dân Drake là Henrik 13 BR 71 tuổi và rüdiger VP 69 tuổi. Và liên quan đến Argentina, phó tổng thống bị kết án 6 năm tù giam vì tội tham nhũng. Phóng viên thông tấn xã Reuters tại Buenos Aires cho biết theo phán quyết của tòa án, bà Fernandez đã phạm tội gian lận quản lý công quỹ, song mức án đưa ra thấp hơn so với đề nghị của cơ quan công tố là 12 năm. Theo đó vào ngày 6 tháng 12 Tòa án sơ thẩm liên bang Argentina đã kết án phó tổng thống Cristina Fernandez 6 năm tù giam và cấm đảm nhiệm chức vụ suốt đời tại các cơ quan công quyền với tội danh sai phạm trong quá trình cấp phép xây dựng các dự án giao thông tại tỉnh Santa Cruz và trong giai đoạn 2003 cho đến 2015. Thời gian mà chồng bà là ông Nestor Kirchner và bà giữ chức tổng thống Argentina theo phán quyết của tòa án, thì bà Fernandez đã phạm tội gian lận quản lý công quỹ, sau mức án đưa ra thấp hơn so với đề nghị của cơ quan công tố là 12 năm. Cùng bị kết án 6 năm tù giam với bà Fernandez là doanh nhân Lazaro Bezes, cựu quốc vụ Khanh phụ trách các công trình công cộng, Jose Lopez và cựu cơ quan quản quan trưởng đường bộ quốc gia Nelson Berioti. Ngoài ra thì một số quan chức khác thuộc cơ quan đường bộ tỉnh Santa Cruz cũng phải nhận mức án từ 3 năm rưỡi cho đến 5 năm. Trong khi đó thì cựu bộ trưởng kế hoạch Argentina giai đoạn 2003-2015 là Julio De Vido được trắng án. Tòa án cũng đề nghị tịch thu tài sản được cho là thu lợi từ các hành vi phạm pháp trong vụ án này trị giá là 84,8 tỷ peso tương đương với 482 triệu Mỹ kim. Phó tổng thống Cristina Fernandez đã bác bỏ mọi cáo buộc của tòa án và cho rằng đây là một chiến dịch truy đuổi chính trị được triển khai ngay từ khi bà kết thúc nhiệm kỳ. Viết trên trang mạng xã hội sau phán quyết của tòa, bà Fernandez cho biết sẽ không tham gia tranh cử bất kỳ vị trí nào trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2023. Tiến trình pháp lý trong vụ này vẫn sẽ còn kéo dài khi phải tới tháng 3 năm 2023 kết luận của tòa án mới được công bố và sau đó phía bà Fernandez sẽ tiếp tục các bước kháng cáo theo luật định. Khai mạc hội nghị thượng đỉnh CARICOM tại Cuba. Người đứng đầu chính phủ và phái đoàn của 14 quốc gia thành viên cộng đồng các quốc gia Caribe đã tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 của khối và Cuba. Khai mạc vào ngày 6 tháng 12 tại thủ đô Bristol của Barbados nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương trong bài phát biểu khai mạc La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã nhấn mạnh Hội nghị thượng đỉnh CARICOM Cuba là một cuộc hội ngộ giữa những người anh em trong khu vực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị. Không gian này sẽ củng cố sự ủng hộ lẫn nhau, tình đoàn kết và quan hệ hợp tác vì sự thịnh vượng của các dân tộc trong cộng đồng Caribe. Chủ tịch Diaz Canel cũng đã khẳng định quan hệ hợp tác giữa Cuba với CARICOM đã góp phần vào sự phát triển của khu vực trong các lĩnh vực nhạy cảm như là y tế và giáo dục. Cuba sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cấp học bổng y tế và đào tạo chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực khác nhau cho cộng đồng Caribe. Và cũng theo ông Diaz Canel, hơn 2.000 bác sĩ y tá Huấn luyện viên thể thao, kỹ sư và giáo sư của Cuba đang làm việc tại các quốc gia của CARICOM và La Habana, mong muốn củng cố mối quan hệ hợp tác vì lợi ích chung này. Nêu bật tầm quan trọng của việc cùng chung sống hài hòa và cùng phát triển, bảo vệ phong tục tập quán và bản sắc dân tộc. Chủ tịch Cuba đề cập đến tình hình phức tạp ở Haiti và kêu gọi đoàn kết quốc tế với các nước này thúc đẩy các dự án cụ thể dựa trên nền tảng tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết. Về phần mình, thì Tổng thống Cộng hòa Suriname, đồng thời là Chủ tịch Luân phiên của CARICOM, Jenris Abersas Santoki ca ngợi tình đoàn kết mạnh mẽ giữa CARICOM và Cuba, bất chấp áp lực địa chính trị. Chủ tịch CARICOM đã khuyến nghị các quốc gia nhỏ hãy cùng nỗ lực và bảo vệ các nguyên tắc trong hiến chương Liên Hiệp Quốc không can thiệp, không sử dụng vũ lực cũng như đe dọa sử dụng vũ lực, bởi đây chính là điều cần thiết để duy trì an ninh và chủ quyền lãnh thổ. Ông cũng nhấn mạnh việc Hoa Kỳ bao vây cấm vận Cuba về kinh tế, chính trị, tài chính và thương mại trong hơn 6 thập kỷ qua là một ví dụ về việc vi phạm các nguyên tắc nói trên. CARICOM đã kêu gọi chấm dứt bao vây cấm vận ngay lập tức. Cuba là một trong những đối tác chính của CARICOM trong các lĩnh vực y tế và giáo dục. Telkom được thành lập vào năm 1973. Thưa quý vị, tại Thái Lan, thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã đề cập khả năng tại nhiệm thêm 2 năm. Truyền thông tại Thái Lan đã đưa tin, thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vào ngày 6 tháng 12 đã đề cập đến khả năng ông sẽ tiếp tục giữ cương vị hiện tại thêm 2 năm nữa sau cuộc tổng tuyển cử vào năm tới và sau đó sẽ tìm người thay thế phù hợp khi nhiệm kỳ 8 năm của ông tới hạn vào năm 2025. Trả lời giới báo chí tại văn phòng chính phủ về tương lai chính trị của mình, Thủ tướng Brazil đã nói: "Nếu tôi có thể tiếp tục tại nhiệm ở cương vị thủ tướng, tôi sẽ làm đến năm 2025." Đây là lần đầu tiên trong vài tháng trở lại đây, Thủ tướng Brazil đã đề cập đến tương lai chính trị của ông trong bối cảnh nhiệm kỳ của chính phủ hiện tại do ông đứng đầu sẽ hết hạn vào tháng 3 năm 2023. Liên quan đến câu hỏi của báo giới về khả năng ông Brexit gia nhập đảng quốc gia Thái Thống Nhất, viết tắt là UTN, mới thành lập, Thủ tướng Thái Lan cho biết ông sẽ nói về việc này sau. Theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan vào hồi tháng 9 năm nay về giới hạn tối đa 8 năm cho một người giữ cương vị Thủ tướng, ông Brexit có thể đảm nhiệm cương vị hiện tại đến năm 2025 nếu ông giành chiến thắng ở cuộc tổng tuyển cử vào năm tới ông Prasut lên nắm quyền trong cuộc đảo chính vào năm 2014, trước khi chính thức trở thành Thủ tướng Thái Lan vào tháng 8 cùng năm. Sau cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan vào tháng 3 2019, ông Prasut tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Thủ tướng. Và hồi tháng 8 năm nay, thì ông Prasut từng bị Tòa án Hiến pháp đình chỉ nhiệm vụ Thủ tướng để xem xét kiến nghị của phe đối lập Thái Lan, cho rằng là nhiệm kỳ 8 năm của ông đã kết thúc theo quy định của Hiến pháp Thái Lan vào năm 2017. Tuy nhiên, đến ngày 30 tháng 9, ông đã được tòa án hiến pháp khôi phục chức vụ thủ tướng. Việc dẫn nhiệm kỳ của ông Brazut được tính từ ngày hiến pháp hiệu hành có hiệu lực từ ngày 6 tháng 4 năm 2017 và do đó chưa đến hạn 8 năm như theo quy định trong hiến pháp. Và trong khi đó thì đảng UTN mới được thành lập từ tháng 3 năm 2021 do ông Sesakon Atawan, một cựu trợ lý thủ tướng đứng đầu. Đảng này đã bày tỏ sự ủng hộ ông Brazil tiếp tục làm thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử. Và tại Úc, hãng Uber đã bị phạt hơn 14 triệu mỹ kim vì hành vi lừa dối người tiêu dùng. Công ty dịch vụ xe công nghệ Uber sẽ phải nộp phạt 21 triệu đô Úc, tức là 14,1 triệu mỹ kim. Vì lỗi gây ra sự hiểu lầm cho hàng triệu khách hàng tại Úc về phạm vi ước tính đối với giá của chuyến đi và các khoản phí do hủy đặt chuyến. Phán quyết do tòa án liên bang của Úc đưa ra vào ngày 7 tháng 12 sau khi xem xét đơn kiện của Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng của Úc, viết tắt là ACCC và thỏa thuận đồng ý nộp phạt của Uber đối với những vi phạm nêu trên. Khoản tiền này thấp hơn 5 triệu đô Úc tức là 3,35 triệu Mỹ kim so với con số mà hãng Uber và ACCC đề xuất trong thỏa thuận. Thẩm phán Michael O'Brien cho biết là 26 triệu đô la Úc, tức là khoảng 17,42 triệu Mỹ kim là vượt quá nhiều so với các vi phạm. Ông đã nói mức phạt cần được đưa ra dựa trên các bằng chứng thực tế về mức độ thiệt hại của người tiêu dùng do lỗi từ nhà cung cấp dịch vụ Uber. Ngoài khoản tiền phạt theo phán quyết của tòa án, thì Uber sẽ phải trả thêm 200.000 đô la Úc, tức là 134.000 Mỹ Kim cho các chi phí tố tụng và đồng thời phải công bố các bản sửa lỗi và thực hiện chương trình tuân thủ theo luật người tiêu dùng của Úc. Sau phán quyết thì Uber có 30 ngày đã nộp tiền phạt. Vụ kiện do Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng của Úc khởi xướng từ tháng 4 2022, trong đó cáo buộc Uber đã lừa dối khách hàng của Úc suốt giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021. Báo cáo cho biết theo chính sách của Uber, khách hàng có 5 phút kể từ khi tài xế chấp nhận đơn đặt hàng chuyến đi để hủy dịch vụ đặt xe mà không phải chịu bất kỳ khoản phí nào. Tuy nhiên, từ tháng 12 2017 cho đến tháng 9 2021, ứng dụng đặt xe trực tuyến của Uber đã phát đi cảnh báo rằng những người dùng nếu hủy chuyến sẽ có thể bị tính một khoản phí nhỏ vì tài xế của bạn đã trên đường đến, ngay cả trong khoảng thời gian 5 phút sau khi tài xế nhận lệnh đặt xe. Ngoài ra, thì ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng của Úc cũng đã kiện Uber lên tòa án liên bang liên quan tới hiển thị tùy chọn đặt xe trực tuyến Uber Taxi. Cơ quan giám sát này nhận định Uber đã đánh lừa khách hàng về phạm vi giá cước ước tính cho tùy chọn đặt xe Uber Taxi được triển khai trong phạm vi thành phố Sydney, bang New South Wales trong khoảng từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm 2020. Cụ thể là khách hàng và ứng dụng đặt xe của Uber sẽ nhận được một số tùy chọn đặt xe khác nhau. Trong đó hiển thị mức giá ước tính cho dịch vụ Uber Taxi từ thấp nhất cho đến cao nhất. Tuy nhiên, thuật toán của Uber được cho là đã thổi phòng các ước tính để phạm vi tính giá này gần như luôn cao hơn giá cước taxi thực tế. Điều đó có nghĩa là giá taxi thực tế hầu hết rẻ hơn ước tính thấp nhất của Uber, gây ra sự hiểu lầm khiến cho khách hàng từ bỏ lựa chọn đặt taxi và thay vào đó là sử dụng các loại đặt xe dịch vụ khác của uber